Chào các bạn, hôm nay Fairfood xin giới thiệu với các bạn về một cái loại bộ sưu tập của các cái dòng thuốc nhuộm lông mày, lông mi và thuốc nhuộm tóc hoàn toàn tự nhiên của cái thương hiệu mỹ phẩm, đó là Phyto Cosmetics. Cái thương hiệu này thì chỉ chuyên về các cái dòng thuốc nhuộm 100% tự nhiên thôi các bạn ạ. Và đây là cái thương hiệu đầu tiên và duy nhất trên thế giới có các cái tông màu nhuộm là hoàn toàn tự nhiên này, không sử dụng các chất độc hại, chất kích màu độc hại, và không sử dụng amoniac đấy, đấy, và nó không mất thời gian pha chế, không phải trộn nhiều như các loại khác các bạn ạ. Đây là một cái trong những cái sản phẩm mà khá là nổi trội đấy, khá là đột phá trong cái công nghệ sản xuất thuốc nhuộm hiện nay ấy. Thì có sẵn tại shop mỹ phẩm Nga Fairfood đấy, các cái sản phẩm đó là nhuộm mi này, hoàn toàn tự nhiên này, cũng của thương hiệu Phyto Cosmetics này. Cái dòng nhuộm mi này thì phải công nhận là tại shop Fairfood đấy được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng, và Fairfood đã bán từ rất là lâu rồi. Nhưng mà không có thời gian để chia sẻ video ấy, thì hôm nay thì Fairfood xin giới thiệu qua về các cái dòng thuốc nhuộm có khả năng là giúp cho là xử lý các vấn đề về như là khô sơ gãy rụng này, rồi là phủ bạc 100% rất là an toàn này, không không có chứa amoniac và không có chất bảo quản độc hại. Thì hy vọng là các bạn sẽ bớt thời gian để theo dõi đến tận cùng video. Thì cũng có đây là cũng là một cơ hội để các bạn có thêm những cái tiêu chí để mà lựa chọn những cái dòng thuốc nhuộm an toàn, và đồng thời là cũng tìm cho mình những cái sản phẩm phù hợp nhất. Thì đối với cái dòng trước hết đối với cái dòng nhuộm mi ấy, nhuộm mi thì là sẵn tại shop ấy có các cái sản phẩm đó là màu đen này, màu đen này, màu nâu này, màu sô cô la này, và màu xám, tức là có tất cả bốn màu. Đây là màu xám này, sô cô la này, có tất cả bốn màu tại shop. Tất nhiên là ở trong cái trong một cái hộp này nó sẽ có hai gói thuốc nhuộm cùng màu. Trong bên này nó sẽ có hai gói thuốc nhuộm cùng màu nhé. Thì là các bạn có thể là một cái hai gói này có thể dùng được cho tầm khoảng 2 đến 3 người nếu mà cùng nhuộm cả mi cả mày. Còn nếu mà chỉ uốn mi xong là phủ bóng và nhuộm ấy, thì là cái hai gói này dùng được rất là cho rất là nhiều người. Và nó cũng có một cái catalog giới thiệu về các màu nó sẵn có này. Đối với lại nhuộm mi này thì Facebook chỉ tập trung vào bốn màu chủ chốt thôi, và có cả các cái dòng thuốc nhuộm tóc nữa đấy. Đồng thời nó cũng giới thiệu về thông tin về công ty này, Phyto Cosmetics này, và 100% tự nhiên. Các bạn biết tiếng Nga thì đọc rất là dễ này, và có cả certificate của hàng 100% tự nhiên đấy. Thì là đối với cái dòng nhuộm mi này thì là bên mình muốn giới thiệu qua ấy, các thông tin của nó ấy, nó là cái dòng mà nó không có chứa amoniac và chất kích màu này, và cam kết của nó là không gây hại cho cấu trúc của tóc này, và nó ngăn ngừa được các vấn đề mà các salon nhuộm tóc và mi và mày hiện nay đang gặp phải, đó là rụng lông mi sau khi uốn và phủ bạc này, và phủ màu này, rụng này, sơ này, và sau một thời gian thì là mi của khách hàng sau khi uốn và nhuộm ấy nhiều lần ấy sẽ bị rụng rất là nhiều. Đấy là một trong những cái vấn đề mà tất cả các salon làm mi làm mày đều đang gặp phải, và họ chắc chắn là họ đã từng nghiên cứu và tìm kiếm những cái sản phẩm thay thế cho những cái chất độc hại đó, nhưng mà có lẽ là có rất nhiều salon vẫn còn chưa biết tới các thương hiệu Phyto Cosmetics. Thì là đây cũng là một cái sản phẩm mà các bạn cũng có thể tham khảo, bởi vì Fairfood đã cung cấp cho rất là nhiều các salon và các cái khách nhỏ lẻ nữa thì đều tham khảo và đã thử nghiệm và đã trải nghiệm cái sản phẩm này, thì đều thấy rằng là nó là một cái sản phẩm thay thế cho các cái hàng hóa chất độc hại rất là tốt, và nó cũng an toàn cho cả phụ nữ mang thai và cho con bú và những người có làn da mắt nhạy cảm, bởi vì cái khu vực xung quanh mắt là khu vực rất là da rất là tương đối là dễ kích ứng. Nếu như mà các bạn sử dụng những cái sản phẩm mà nhuộm độc hại thì có chứa những cái chất mà hóa học mà như amoniac ấy, hoặc là những cái chất kích màu khác ấy, thì mắt của khách hàng cũng có dễ rất dễ là bị sưng phù nề và kích ứng. Đối với những người mà có làn da da nhạy cảm ấy, thì đối với cái sản phẩm Phyto Cosmetics này thì các bạn hoàn toàn yên tâm, nó không có mùi hóa chất là một này, và hơn nữa là nó hoàn toàn là an toàn trong tất cả mọi trường hợp nhé.
Ngoài ra thì là Facebook cũng xin giới thiệu cái dầu dưỡng mi ngưu vàng. Đây là dầu dưỡng mi là hoàn toàn 100% tự nhiên này, và nó cũng cam kết trên bao bọc là 100% có hiệu quả này. Cái dòng này nó cũng là dạng chuốt ấy. Thường thường Facebook khuyến cáo cho các khách hàng sử dụng mà nhuộm mi và nhuộm mày ấy, là có thể là sau khi các bạn nhuộm và uốn xong thì các bạn có thể dùng những cái sản phẩm này để chăm sóc. Tất nhiên là nó sẽ giúp cho là cái việc là lông mi lông mày săn chắc hơn này, chống rụng tốt hơn và mọc kích mọc dài nhanh hơn đấy. Cái độ nếu mà mọc dài nhanh thì các bạn cũng không nhất thiết là phải sử dụng mi giả để làm gì. Và các cái sản phẩm này ấy, thì nó an toàn và nó cũng giá trên thị trường nó cũng khá là hợp lý để các bạn cũng có thể trải nghiệm. Ngoài ra thì là tại Facebook cũng có sẵn những các cái loại thuốc nhuộm tóc có các màu khác nhau và là 100% tự nhiên, là cũng có ghi trên rõ trên vỏ hộp này, và nó không có chứa ammonia đấy. Mùi của nó rất là dễ chịu. Bản thân mình ấy thì nói chung là trước đây khi không có những cái dòng nhuộm tự nhiên như thế này thì mình phải bắt buộc phải nhuộm những cái dòng ngoài tiệm ấy, thì thực sự là mỗi lần mà ra nhuộm ngoài đó thì là mình rất là khó chịu vì cái mùi của nó là một, và thứ hai là nó để lại những cái biến chứng, ví dụ như là sau khi nhuộm ấy đau đầu và bút óc là rất là lâu, có khi mất tầm khoảng một tuần thì mới hết được cái triệu chứng đó, và cái mùi của lúc nào nó cũng cảm nhận được, mình cũng cảm nhận được là vẫn còn thấy được cái mùi đấy xung quanh mình, cho nên là mình rất là khó chịu. Từ khi mình chuyển sang những cái dòng nhuộm như này thì mình thực sự là rất là yên tâm thứ nhất là về cái độ an toàn của nó, không có chứa những chất độc hại này, nó chắc chắn là nó không gây ra những cái biến chứng ví dụ như là khô sơ cái dụng, và đặc biệt đối với những người nhuộm quá nhiều hóa chất ấy, thì các bạn biết rõ là cái cấu trúc tóc của mình như thế nào, nó sẽ rất là sơ khô và cực kỳ là khó để rất là dễ là chảy ngọn ấy. Đấy, thì cái dòng này thì các bạn yên tâm là nó là kem pha sẵn, các bạn cũng không cần nhất thiết phải trộn gì cả, và màu lên cũng rất là đẹp. Nếu như mà các bạn chưa có kinh nghiệm ấy, thì cũng nên là trải nghiệm nhiều lần để rút ra những kinh nghiệm cho mình, thì mình sẽ là biết cách là nhuộm cho nó phù hợp hơn, chọn màu cho nó phù hợp hơn, và nhuộm có thời gian và tỷ lệ tốt hơn thì nó sẽ lên màu đẹp hơn. Có sẵn các màu hạt dẻ rồi màu đen rồi là các cái màu thời trang cũng có nhé. Rất là nhiều màu cũng khá là đẹp, lên màu cũng khá là tốt đấy. Ngoài ra thì nó cũng có những cái dòng nhuộm tóc như thế này, các cái dòng nhuộm tóc như này thì nó cũng có những cái màu sô cô la rồi hạt dẻ, cũng là của cùng một công ty nhé, Vito Cosmetics. Và các cái nó sản xuất các loại gói pha sẵn như này nhằm mục đích là dành cho những cái việc mà phủ bạc rất là tốt, đối với những người mà thường xuyên phải phủ bạc ấy, thì là ban đầu mình cũng có thể là phủ lần đầu tiên mình dùng tầm khoảng 2-3 gói, bởi vì đây là đằng sau này nó có sẽ có cái hướng dẫn là tóc đến đâu thì khoảng dùng mất mấy gói đấy, thì là ban đầu tiên mình có thể phủ tầm khoảng 2-3 gói, sau những cái lần sau ấy thì là mình chỉ cần phủ tầm một gói này là đủ, và nó rất là tiện lợi cho tất cả những người mà đang có ý định đang phải phủ bạc ấy. Thì đây là một cái sản phẩm cực kỳ hữu ích, đấy là mình chia sẻ như thế bởi vì khách hàng bên mình dùng rất là nhiều rồi và họ cũng cảm thấy yên tâm và an toàn đối với những cái sản phẩm như thế này. Và nó cũng có rất là nhiều tông màu thời trang rất là nhiều, thì các bạn cũng có thể tham khảo trên website của chúng tôi ấy, thì cũng có sẵn rất là nhiều màu. Ngoài ra thì là Facebook xin chia sẻ là nó là cũng có những cái dòng bột nhuộm mà cũng là của Vito Cosmetics nhé. Cái dòng bột nhuộm này là bột nhuộm henna và basma, cũng là 100% tự nhiên các bạn ạ. Và cái bột nhuộm này thì nó là cái loại bột nhuộm mà elite, tức là nó cao cấp nhất của Vito ấy. Thì là nếu như mà các bạn mà có kinh nghiệm về chuyên về các loại pha chế bột nhuộm ấy, thì cũng có thể tham khảo những cái dòng như thế này, và mình có thể là tự nhuộm tại nhà, tự pha chế và tự nhuộm tại nhà. Những cái dòng này cũng có sẵn tại Facebook rồi, bởi vì shop của Facebook thì có rất nhiều khách nước ngoài tin dùng và lựa chọn, bởi vì khách nước ngoài thì là họ đã có những kinh nghiệm trải nghiệm trong những cái vấn đề đó là tự pha chế các loại bột nhuộm ấy, đặc biệt là khách hàng Nga tại Facebook thì rất là nhiều.
cho nên là lúc nào cũng sẵn cái sản phẩm này. Đối với những người Việt thì là cái kinh nghiệm cũng là ít, cho nên là rất là nhiều người cũng chưa tin dùng những sản phẩm này. Nhưng nếu mà các bạn có thời gian và muốn trải nghiệm ấy, thì là cũng có thể tham khảo những cái sản phẩm này này. Khách nước ngoài thì họ luôn luôn chọn Facebook được, bởi vì họ họ thừa hiểu là tại Việt Nam chỉ có Facebook là nơi duy nhất và có thể cung cấp được những cái sản phẩm là chọn lọc nhất, tinh túy nhất là của Nga là một đời, và hiểu rõ nhất về các cái thị trường Nga này, các cái sản phẩm của Nga, và hơn nữa là các sản phẩm của Facebook là cung cấp là đúng nguồn gốc. Facebook cũng xin chia sẻ là tại Facebook thì không không có chuyện là trục lợi trên cái việc mà buôn bán hàng giả hay là hàng nhái gì cả, mà tất cả các sản phẩm đều nhập theo hợp đồng hóa đơn với lại công ty nhà sản xuất này, và chắc chắn là nhà sản xuất của Phyto thì chỉ có một thôi các bạn, cho nên là tại Nga thì chỉ có một, cho nên là chúng tôi cũng chỉ làm việc với nhà sản xuất là chính hãng thôi đấy. Và người Nga thì họ cũng có thể họ lên công ty chúng tôi thì cũng thừa biết là những cái hợp đồng hóa đơn đấy là chính xác hay không chính xác, cho nên là đây cũng là một vài thông tin mà Facebook muốn chia sẻ để các bạn cũng có thêm niềm tin đối với lại các sản phẩm của chúng tôi cung cấp. Ngoài ra thì là Facebook cũng có các cái dòng nhuộm tóc của L'Oreal đây, các L'Oreal này, các dòng này cũng là dòng mà Facebook nhập nhập từ Nga, tuy nhiên là nó sản xuất tại Pháp, và Facebook cũng cảm thấy cái là cái dòng này nó cũng không có chữ ammoniac nhé, mặc dù là mùi của nó thì cũng có một chút cái mùi hóa chất ở đây, nhưng mà nếu mà các bạn đang tin dùng những cái sản phẩm L'Oreal thì cũng có thể tham khảo để sử dụng. Bất cứ mọi thắc mắc về sản phẩm ấy, các bạn cũng có thể đặt câu hỏi hoặc gọi điện hoặc là chia sẻ thông tin mà sau khi sử dụng các sản phẩm như thế này trên cho chúng tôi, để chúng tôi là cũng có cái xử lý, cũng có những cái hỗ trợ kịp thời nhất, và giúp cho cái hiệu quả mà các bạn là đạt được sau khi sử dụng các sản phẩm nó sẽ cao hơn. Xin chào.